Mở mở cái đó đi con, mở cái đó cho nó venting, từ vì là mình mới kiểm tra là 66 độ F. Thì ai trồng cây thì cũng nên sắm cho mình một cái đo nhiệt độ này nha. Thì bây giờ mình đang để của nó là chế độ của đồng độ pH là 5.5.5. Những cái cây raspberries hoặc là blackberry hoặc là cây blueberry, những cây đó là acidic đó. Thì nó thích acidic thì không sao. Thì bây giờ mình chỉ nói chuyên về cái cây của đo nha, nồng độ nha. Thì cái độ ánh sáng thì nó đề chữ low. Thì lát nữa mình sẽ mở cái đồ mà để cho cái ánh sáng trong gara lên. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái chế độ này. Thì mình chuyển qua chế độ này là nó đề temperature thì là 66 thì ok. Và ở dưới là wet thì nó đề wet là có nghĩa là độ ẩm. Thì độ ẩm một nửa vậy là nó hơi 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 thiếu nước một chút xíu, nhưng mà không sao, nửa đó thì ok. Để nhiều quá thì nó sợ nó bị úng cây, tại vì thanh long mà nó có khô một chút cũng không sao đâu. Đó cho nên thì mình cứ để như vậy á. Nếu mình chỉ có muốn đo độ cái temperature thôi thì mình để im như vậy luôn. Khi nào mình cần thì mình activate nó xíu là mình bấm lên là nó sẽ sáng lên, còn không thì nó sẽ tự nó dim nó xuống. Thì mình sắm cho mình một cái cây này nha. Thì mình mua trên Amazon, nó không nhớ nhiều nhưng mà rẻ lắm. Thì bên cạnh đó thì mọi người cũng sắm cho mình một cái này nha. Cái này là đồ đo nhiệt độ. Thì nó cũng đo luôn cho mình. Nếu như mà ai mà không có cái đồ đo nồng độ pH với lại nhiệt độ thì mua một cái này nó cũng được nè. Cái này thì nó cũng đo được độ ẩm và độ độ khô với lại độ ướt. Thì độ cái độ temperature của nó là 67 thì nó là ok luôn. Tự nhiên mình không muốn cho nó xuống tới 40 là được rồi. Còn khi mà tới mức đó là mình sẽ mở lên cái heat. Thì cho nên là những cái này là mình phải cần sắm cho cái greenhouse nha. Thì cái bên cạnh những cái mà đổi đo mình cái đo độ nước với lại độ khô, độ ẩm với lại nhiệt độ trong greenhouse thì mình cũng nên sắm cho một cái đèn nha. Thì cái đèn này mình mua cũng không có nhiều tiền ở trên Amazon á. Thì mình mua cái này, cái đèn này thì mình có thể mình bẻ nó nhiều hướng khác nhau. Mình bẻ nó qua này qua kia rồi xong rồi cái là mình cũng có thể mình chỉnh được đó, nó như vậy đó. Rồi này thằng con mình nên nó tự nó chỉnh, nó thích chỉnh nó chỉnh kệ nó thôi. Chỉnh cho những cái cây mà nó cần thiết cái ánh nắng á thì mình chỉnh cái này gọi là cái đèn cho để trồng cho cái ánh nắng nha. Thì nó cũng có một cái remote để mình điều khiển, là mình có nghĩa là mình set up cái thời gian nào nó sẽ tự nó mở lên và cái thời gian nào nó sẽ tự động nó tắt. Thì mình có cái remote chỗ này nè. Thì đó, thì cái remote này á, cái cây seri này nó chiếm chỗ quá, đang ra hoa ra trái cho nên phải để gần chỗ ánh nắng cho nó có trái của nó. Thì đây thì cái này, cái remote này á, thì như mình nói rồi, mình có thể mình set up cái thời gian nha. Có nghĩa là bao nhiêu tiếng á, là mình cho nó mở và bao nhiêu tiếng mình cho nó tắt. Thì mình cũng nên sắm một cái quạt. Thì cái quạt á, thì khi nào mà nó nóng quá thì mình mở mấy quạt lên, quạt giống như quạt người vậy đó. Đó, cái quạt đó mình hiện tại giờ thì nó không có nóng quá nên mình tắt quạt thôi. Thì những cái dụng cụ mình cần sắm và một cái heater nha. Thì bên cạnh đó thì mọi người cũng nên sắm cho mình một cái gọi là cái heater, cái mà làm nóng lên trong cái greenhouse. Thì nó có những cái chức năng này nè, đó mình mua cái hiệu này. Này, cái hiệu này mình có thể mình mua có cái remote, cái temperature để cho nó đo cái nhiệt độ. Nếu như mà ai không có cái đồ đo nhiệt độ, nó đo luôn cái nhiệt độ, điều chỉnh luôn trong đó. Và nó là được sản xuất tại châu Âu nha. Rồi nó sẽ giữ từ 55 cho tới 108 độ F. Cho nên là mình mua 100 mấy á, ở trên Amazon đó nha. Đây, hiệu này. Nếu như mà ai thích thì mua, mình không có buôn bán gì nha. Mình chỉ mua cái này là gọi là cái heat cho cái greenhouse của mình thôi, chứ mình không có bán buôn gì đấy nha. Mình chưa có nhu cầu nên mình chưa có set up thôi.
Và đây là cái rau muống mình thu hoạch cuối mùa đây, và một số rau muống bây giờ nó đã ra hoa hết trơn rồi. Tự vì là có thể là mùa đông hoặc là do mình không ăn nên để nó già ra hoa. À, đây là rau muống ra hoa của mình đây. Nhiều lắm luôn. Nhưng mà chắc là không kịp để thu hoạch hạt rồi. Hạt của nó hình như là nó phải màu đen mới trồng được. Nhưng mà mình không bao giờ mình trồng rau muống bằng hạt hết á. Mình có hạt nhưng mà mình trồng hồi trước đó, nó lên eo ụt lắm, nên hầu như là mình chỉ có giữ lại cành rồi mình dăm cành, mình đem giống vô trong nhà để rồi. Cho nên nó hở là cái này là bỏ, cái này không có đào nữa, mệt. Thật ra mà nói cái này vẫn giữ, mình có thể mình đào ở dưới này, mình lấy giống vô, mình bỏ vô trong đất á, mình đem vô nhà mình để tưới nước thường xuyên á. À, nhưng mà do mình không muốn nữa cho nên là mình không đào nữa. Chỉ cần đào chút xíu rễ rồi cắt ngắn ngắn lại rồi bỏ vô trong cái đất potting á. Sau đó cái mình đem vô nhà mình giữ cho nó ẩm liên tục trong cái greenhouse á. Hoặc là trong nhà luôn, mình để thì mình để greenhouse, cho nên nó là mình làm sao mình sẽ có giống nữa, mình không mua giống nữa. Đó, rễ của nó bự lắm. Bông thì ra rất là nhiều rồi. Đó, đây là rau muống, còn rau lan thì bên kia. Thì cái rau muống mà mình đem vô nhà thì nó vẫn tiến triển bình thường. Đây thì đây là rau muống mình giữ giống nha, chứ không phải là gì rau muống ở ngoài kia khác. Có nghĩa là mình cắt á, mình cắt cái chỗ nào mà nó có cái rễ dưới sẵn rồi đó, rồi mình bỏ vô trong cái potting mix. Lát nữa mẹ ăn. Mình bỏ vô trong cái potting mix rồi xong mình cho nước vô. Nó thích nước lắm. Đó, mình cho nước đó vô thì nó vẫn sống như vậy đó. Rồi mình giữ nó qua mùa đông, rồi bắt đầu cái là mình đem ra ngoài mình trồng xuống đất lại, cứ vậy đó. Thì mình thường á là mình lấy một cái nhánh mà nó dài thiệt là dài cái gì, xong cái mình chôn xuống thì lúc đó mình dễ cắt hơn, bởi vì nó ra rễ cái chỗ mà cái nhánh dài mình chôn xuống á, cái xong rồi cái là mình dễ cắt cái đoạn đó bỏ vô trong cái pot rồi đem vô trong nhà, rồi cái xong mình đổ cho nước nhiều. Thì thường là mình khoảng tầm nhiệt độ 70-80 là mình đã cắt rồi, mình cắt mình cho vô pot cho mít, rồi xong bỏ vô trong cái pot là trong cái chậu á. Sau đó cái là mình cho một ít phân nhà bếp vô rồi mình tưới nước cho nhiều luôn. Ở dưới mình để một cái chậu có cái nước đây nè, cái thau hay là gì đó có nước giữ nó lại. Sau đó cái là mình sẽ để ngoài khoảng tuần cho nó, khi mà nó ở đáp á, nó thích nghi với lại môi trường ngoài, rồi là khi mà nhiệt độ khoảng nằm tầm 60-70 thì mình đưa vô greenhouse hay là trong nhà, thì lúc đó là mình sẽ vẫn có ăn. Hôm bữa giờ là mình vẫn cắt ăn bình thường rồi nha, mình vẫn có ăn để mình cắt ăn trong nhà greenhouse. Khi mà mùa đông xong rồi thì mình sẽ đem nó ra ngoài đó, thì đó nó như vậy đó. Còn như khoai lang Dương Ngọc thì mình trồng thẳng trong chậu nên mình đưa cái chậu vô nhà thôi. Cho cái chậu nó vô nhà vẫn giữ đậm dưới này nè. Thì mình cũng đào một mớ khoai lang, nhưng mà cũ năm đây mình không có tưới nước á, cho nên là nó rất là nhỏ luôn. Giờ mình đã đem một số giống mà mình không đào luôn rồi, mình đem nguyên chậu vô trong nhà, tại vì mình cũng không có trồng nhiều, mình để nguyên trong chậu nên giờ năm đây mình đem chậu vô nhà mình giữ giống. Và một số thì nó đây là củ của nó cũng nhỏ nhỏ vậy nè đó. Thì mấy cái củ nhỏ nhỏ với rễ thì mình cứ cắt ngắn lại rồi mình để vô trong gara đó, rồi mình không có tưới nước gì đó thì năm sau mình có thể mình đem ra mình trồng lại. Đây là những cái khoai lang Nhật tím, ở trong nó tím rịm luôn á, thì nó ngon lắm. Khoai lang này thì nó ngon. Hành hương của nhà mình đây, mình để trong gara hết á. Những cái cây này là mình để trong gara. Hôm qua hai mẹ con rinh vô mệt muốn đuối luôn, thằng nhỏ 6 tuổi cũng rinh vô phụ với mẹ nó luôn. Thì và những cái cây như là cây chanh thái đó, theo mình nói á, thì mình có những cái cây chanh thái này đang ra bông luôn và có trái luôn rồi. Trái bữa giờ ăn cũng lai rai rồi, nhưng mà mấy cái con châu chấu á, nó ăn rất là nhiều luôn. Nó ăn hết cái lá đây, coi nhìn nè, lá mà nó gặm vậy nha. Đây là châu chấu ăn chứ không phải là sâu nha. Thì sâu là khác, còn châu chấu ăn là khác. Còn này là đó, châu chấu nó ăn sạch sẽ vậy, nó ăn luôn cả những cái cành của mình đây, còn lại ăn hết da luôn rồi. Nhưng mà mình vẫn còn trái nè. Trái này không phải trái tóc nha mọi người, này là trái chanh số 8 nha, thơm cực kỳ luôn đó. Thì những cái cây nào mà mình thích á, mình giữ giống thì mình đưa nó vô trong nhà.
thì như cây lựu mình cũng đưa nó vô trong nhà luôn. Là cái cây water chestnut, là cái củ năng, mà cái củ năng thuộc dạng màu đen chứ không phải màu trắng nha. Củ năng màu trắng là khác nha, củ này là củ năng màu đen. Thì mình được ba chậu, mình đem nó vô trong nhà đó. Cái water chestnut này nè là cái củ năng màu 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 đen á. Mình cho nó vào gara lúc nó còn nhỏ xíu à, thì trong vòng có 2 tuần mà nó đã lên cao bự như vậy rồi nè. Đó, thì lúc mà mình trồng á, thì mình trồng vài tuần trước rồi mình đưa vào gara luôn. Có nghĩa là khi mình mua củ năng màu đen đó đó, là về cái mình ngâm nước khoảng 2 cho tới 4 tiếng gì đó. Sau đó là mình bỏ vào trong cái pot and mix, nhưng mà lòi cái củ nó lòi cái mọng ở trên á, nó lòi khoảng chừng 1/4 cm lên trên thôi. Sau đó là mình sẽ cho phân nhà bếp, hoặc là nếu ai không có phân nhà bếp thì lấy cái trái chuối ngâm qua đêm, sau đó cái là tưới vô cho nó. Thì rồi tức là bỏ dưới cái chậu mà nó có nước á, rồi sau đó là nó sẽ tưới nước cho nhiều nhiều thì nó sẽ lên thôi. Nhìn giống như hành hẹ vậy mà không phải đâu, nó cứng hơn, nó cái cọng nó cứng hơn. Thì đây chính là cái gọi là water chestnut nè. Thì nó còn là cái Vietnamese chestnut á, cái Chinese chestnut á, thì nó lại mọc giống như cái lá giống như cái lá của cái củ khoai mỡ, chứ không có giống như cái cọng hành nha. Cái củ năng trắng đó, cái lá của nó mọc khác. Còn đây là củ năng đen nè. Đó thì mình nói rồi đó. Thì mình chỉ có ngâm nước mấy tiếng, xong bắt đầu mình đào chọt cái ngón tay bỏ xuống. Rồi cái là tưới phân nhà bếp, hoặc là tưới nước của cái nước của cái trái chuối mình ngâm qua đêm á. Sau đó là nó sẽ, rồi mình tưới nước lên. Thì đây là mới trong vòng có mấy tuần, hình như là khoảng 1 tháng từ lúc mình trồng tới giờ nè. Đó đó rồi á hả, là những cái cây như là hồng trắng, như lá lốt rồi này kia thì mình đem nó hết vô nhà đi, tại vì những cái cây đó là những cái cây nhiệt đới đó, mình không đem mới vô trong nhà là nó chết mất tiêu á. Cho nên ở Oklahoma này là zone 7 nên mình bắt buộc mình phải đem những cái cây này vô nhà. Và những cái cây chanh thì mình cũng đem nó vô trong nhà luôn. Đây chanh lá mơ hay là rau lan nào, cây lan nào mà mình thích á, hoa lan nào mà mình thích. Và tắc thì mình cũng đem vô nhà luôn. Cái tắc này hôm bữa mình nói rồi đó, mà người cái ông chồng của mình, ông bác cấp cái truck một phát á hả, là nó đổ hết luôn cái cây tắc này của mình. Vợ mình đã dưỡng nó lại và bây giờ nó sống, nó đang sống, thì chẳng qua là lá nó rụng hết thôi. Nhìn là hôm bữa là nó bị hư đó, mình sửa nó vẫn còn sống cho nên nó vẫn còn sống đây. Còn những cái cây mà khoai lang Dương Ngọc rau muống này kia thích á, thích thì cứ đem vô nhà đi nha. Đây là những cái cây cần nước mà mình đã để ngoài giống ở ngoài trời một mớ rồi. Thì một mớ mình hiện tại giờ là cái first frost, nhưng mà nó nằm cái 30 4 39 40 thì mình cũng đến không có can thiệp vào tới nó. Khi nào mà nó chuẩn bị mà nó chuyển đổi, mà chuẩn bị mà đổ tiếp á, thì mình bắt đầu mình mới lấy nắp mình đậy lại, thì đó là dưỡng ngoài trời. Nhưng mà vì mình muốn ăn cho nên là mình phải đem một mớ vô trong nhà này. Thì mình đem vô trong nhà này á, thì bây giờ là những người mà ở trong cái vùng vùng mà khí hậu mà nó không lạnh á thì không nói. Còn những người ở lạnh như như mình ở danh 7 nè, 7B á, thì mình sẽ lấy hết mấy cái chậu của nó ra. Như bên này là mình hiện tại mình chỉ có một chậu thôi, nhưng mà nó tràn ra nhiều như vậy luôn. Nó tràn hết ra như vậy, nhưng mà thật ra mà nói mình chỉ có một chậu chỗ này thôi. Còn này là rễ thì mình sẽ bưng nó ra. Xong bắt đầu mình sẽ lấy một cái chậu mới. Thì cái chậu mới á, là mình sẽ đổ, lấy cái nước mà nước cũ của cái chậu kia mình bỏ vô một nửa, còn một nửa phần còn lại là mình sẽ đổ nước trắng, nước trong cái vòi á. Xong bắt đầu á, là nó đầy rồi mình mới bỏ cái chậu vô. Mình để đây thì hiện tại giờ nó vẫn sống nha. Thì mình đem vô theo cái nhiệt độ của nó, là ví dụ như ngoài trời khoảng chừng 45-60 á, 60 là tốt nhất, 50-60 là tốt nhất đem vô. Thì nó lúc đó cái greenhouse nó mới adapt được, nó mới chịu được cái không khí, cái nhiệt độ đó. Chứ đừng có để mà nóng quá hoặc là lạnh quá đem vô nó chết mất tiêu nha, nó bị sốc nhiệt á. Đó, cho nên về những cái cây cần nước này của mình á, tại vì hiện tại bây giờ mình đang quay là tối rồi, cho nên là nó không có giống, không có cái màu xanh, nhưng mà thật ra mà nói nó rất là tươi đó, rễ nhiều lắm luôn. Còn những cái cây cần nước mà giữ ngoài thì giữ ngoài, giống như cây chuối vậy, mình đem vô nhà một cây mình giữ cái phòng hờ, nó có chết thì nó vẫn có, nó không còn giống, nó mình vẫn còn giữ lại một giống vậy đó. Còn khoai lang nó cũng vậy đó.
thì mình chỉ nói hình thức là như vậy thôi. Còn như ví dụ như mồng tơi, mọi người muốn giữ giống gì thì mình, cái mà mình đã giữ giống trong greenhouse, trong gara rồi á, thì không sao. Còn cái mà làm ở ngoài trời như vậy gì thì khi mà trước khi mà tiết nó đổ vào á, giờ này thì vẫn còn lạnh, khoảng chừng tầm 40-50 là ok, ba mấy là ok. Nhưng mà khi mà chuẩn bị tiết á, là mình sẽ lấy cái nắp mình đậy nó lại đó, mình trồng vô cái chậu như vậy nè, mình dễ kiểm soát, thì mình lấy cái nắp mình đậy nó lại, qua một mùa đông thì khi khoảng tháng tầm tháng 3 á, là mình mở nó ra là được rồi. Khi mà mình lấy nắp đậy lại á, thì mình không cần đổ nước vô cho nhiều đâu nha, nhiêu nước này là đủ rồi đó. Thì ví dụ như mồng tơi mà ai muốn giữ giống thì hôm bữa mình đã nói, mình nói rồi đó. Hôm bữa mình bỏ lên cái group của mình, bỏ lên mình nói rồi. Thì mình sẽ hạ dàn xuống, có nghĩa là mình cắt những cái dây leo, mình gom gọn hết toàn bộ nó lại sao cho nó vào trong một cái chậu lớn như vậy nè. Gom hết dây vô. Cho nhiều người, mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mà gom dây vô là như thế nào nha. Đây mình gom nó vô vậy nè đó. Mình gom hết dây vô trong một cái chậu vậy nè đó. Thấy chưa? Thì đất nó nằm dưới vậy nè. Rồi xong mình hạ dàn xuống, mình cắt được cái nào mình cắt, còn dây nào mình gom hết thì mình sẽ gom nó một chậu vậy, mình đem nó vô trong gara mình để, hoặc là gara có greenhouse chứ, mình bỏ cái greenhouse trong gara, xong bắt đầu cái là mình để trong đó, mình đừng có tưới nước nhiều nha, phải lấy một chiếc đũa mình chấm vô những cây nào cũng vậy á, mình muốn tưới trước khi tưới là phải lấy một chiếc đũa mình chấm vô rồi mình rút lên, ví dụ như mà nó còn đồ ẩm dính vào trong chiếc đũa đất nó sẽ rút lên, nhưng mình rút lên thì đất nó sẽ dính vô chiếc đũa, còn không là lúc đó mình mới tưới ít ít thôi. Tự vì thường thường là vài ba tuần mình mới kiểm tra tưới lần thôi, chứ nó đang lạnh mình tưới quá nó chết tiêu quá nha. Đó thì những cái cây nào mà dây leo mà mình giữ giống á, thì mình làm điều làm như vậy nha. Ví dụ như cái cây khác của mình đây, thì ví dụ như mình cho coi cái cây khác đây. Thì đây là cái cây khoai mỡ nha. Ví dụ như mình muốn giữ giống khoai mỡ thì hiện tại mình chưa có thể nào mình đào được củ, không nó sẽ không có lớn, cho nên họ là mình giữ giống. Thì cây khoai mỡ thì đặc biệt là mình cắt luôn, mà tự vì nó không giống như mồng tơi mà mình hạ được nhiều, nhưng mình cắt hết nhiều lắm, mình cắt nhiều lắm mình giữ lại, những cái nào mình rút xuống được thì mình giữ nó lại, thì mình giữ nó lại thì mình sẽ để như vậy luôn, mình đem cái chậu nó vô, đem chậu vô nhà, sau đó họ là khi nào mà cần tưới nước cái gì thì mình lúc đó mình sẽ lấy cái ngón tay hoặc lấy chiếc đũa mình khều khều mình kiểm tra, nếu cái tăng ngón tay mình chọt xuống á, nếu mà nó còn ướt như vậy nè, dù mình chọt xuống mà nếu mà mình lấy cái ngón tay lên hoặc là chiếc đũa lên mà nó còn dính đất như vậy trong ngón tay của mình, có nghĩa là độ ẩm vẫn còn, thì đừng có tưới nước nha. Thì những cây khác cũng vậy á, bạc hà hay là bất cứ một cái gì cũng vậy đây, bạc hà của mình cũng như vậy luôn á. Mình khi nào mình muốn tưới là mình phải kiểm tra độ ẩm nha. Phải kiểm tra độ ẩm rồi bắt đầu mới tưới, chứ không thôi tưới tào lao một cái là nó sẽ đi luôn á, nó đi đoàn tụ bà luôn á nha mọi người nha. Và đây là cái cây khoai mài của mình cũng hạ dàn xuống nha, mình kéo mấy cái dây xuống, mình kéo được nhiều kéo cẩn thận thôi, mình kéo được nhiều mình kéo để mình hạ nó vào một cái chậu, giống như mình chậu mồng tơi để mình cho coi vậy đó, mình kéo nó giữ vào một chậu thì mình sẽ đem vô trong gara greenhouse gì đó, mình để ở trong nhà đó mình để. Thì lúc đó là mình sẽ, còn khi mà mình tưới nước thì mình phải kiểm tra độ ẩm rồi hãy tưới nha. Đu đủ rồi này kia cũng vậy đó, những cái cây đu đủ của nhà mình cũng vậy nè. Mình đem hết trong gara mình để, nhưng mà mình không có dám tưới nhiều đâu. Khi nào mình muốn tưới của nó thì mình cũng phải kiểm tra nhiệt độ mình mới tưới. Bên kia thì là cây khoai môn, thì mình cũng vậy đó. Hai con. Những cây nào mà mình tưới trước khi mình tưới mình phải kiểm tra nhiệt độ nha. Cây... Mẹ chị... Mẹ hai kim nãy hơi nãy đúng không? À không, hồi nãy mình ăn cái khác, cái đó là mẹ hái hôm cái bữa. Cái đó là bell pepper đúng không? Không, cái đó là cái ớt ngọt thôi à, cái đó là sweet pepper thôi. Là cái mà nãy con ăn với lại cái cheese đúng không? Mẹ tìm được khác. Mẹ tìm được rồi. Thì hôm qua là tụi bay à, với mẹ đi đúng không? Đi là bưng hết cây vô nè. Đó, cái dàn cây kia là một dàn cây nhiệt đới. Và những cây yêu thích là đã được bưng vô trong greenhouse hết rồi. Em ơi, bấm. Hả? Coi chừng cái đó nó gai nhiều. Cái... Em ơi, bấm nhiều. Mấy cái này coi chừng nó bị dính vô trong tay á con.
lông của nó đó. Hamburger. Ý là hồi nãy tụi bay nói là trái ớt nè, ớt chín này nè. Đó, ớt chín hồi nãy mình ăn là cái đợt ớt mình hái đầu tiên. Rồi bắt đầu mới là mình ăn với lại cái cream cheese với lại bagel seasoning á. Còn những cái này là khác. À, anh nhỏ đó là cũng là set up cái light đó đó, cái đèn cho cái cây đó đó, là anh nhỏ đó làm hết luôn đó. Tự set up luôn á. Giỏi không? Ai giỏi nè? Ai giỏi? Mình có cái cây hồng trắng này thì mình cũng thích lắm, tự mình thích cái mùi thơm của nó nên mình đưa nó vô trong nhà luôn. Đó, như mình đưa nó vô trong nhà. Cái cây hồng trắng này đặc biệt nha mọi người, nó rất là thích acid. Bây giờ mùa đông mình không có ấy nữa, khi nào mà spring á, mùa xuân chan. Mình sẽ ra mình cho nó nắm cà phê. Chanh. Cho nó nắm cà phê xong tưới nước xuống rồi xong rồi bắt đầu cái là sau mùa xuân á thì này, thế này là phải tháng 4 mới đem ra nha. Thế là tháng 4 ở Oklahoma mà tháng 4 này mới đem ra. Thì lúc đó thì nó sẽ bục, nó sẽ ra bông rất là nhiều luôn. Hiện tại bữa nó ra bông, bữa mình phục hồi mình đi chơi về á, nó khô rang luôn. Mình phục hồi nó hết lại rồi á. Sau đó cái là mình đem, bây giờ nó sống lại rồi, mình đem vô trong greenhouse mình để. Nhưng mà họ là mình nó ra bông nữa mà mình ngắt mình bỏ, tại vì mình muốn dưỡng rễ á. Giờ thì thôi, giờ không sợ nữa rồi. Giờ nhìn tươi tốt rồi, tươi tốt như cây mai vậy đó. Đó, thấy chưa? Thấy cái chậu của mình đây. Tươi tốt rồi. Nó rất là thích acid nha, đất acid. Nồng độ pH á thì nó thích thấp giống như blueberry vậy đó. Chứ hôm nay là chủ yếu là mình sẽ nói cho mọi người là sao mà đưa những cái cây đó vô bằng cách nào mà giữ lại giống, chứ còn không thì để nó chết ở ngoài uổng. Cây dây leo á thì mình đã cho giới thiệu cây khoai mài, cây mồng tơi và cây khoai mỡ, thì đó là những cái cây mà mình, hoặc là những người có những cái cây nào mà thích á. Ví dụ như mình cũng có cây kiwano nè, mình cũng ở ngoài kia còn, nhưng mà nó làm mình chỉ giữ một giống thôi. Hình như cái cây kiwano này nè, con xịt ra cho mẹ cho coi cái cây kiwano. Thì mình tháo, thì kiwano là cái trái này nè, nó giống như trái dưa leo vậy đó, nhưng mà nó là gai gốc nhiều như vậy đó. Thì bây giờ cái này là mình không có kịp ăn rồi, không, mình để ngoài trời chứ mình không có mang vô. Khi nào mình mang chậu vô thì mình đã đào được một dây, mình đưa vào chậu vô trong nhà rồi. Còn cái này là trái cô nói như vậy nè. Cái cây kiwano này á là mình tháo vàng xuống nhẹ nhẹ thôi, rồi mình đào mình bỏ vô trước khi nó lạnh á. Nó đang ra bông ra trái, còn đừng bẻ nó hư á. Thì đó, thì mình đào nó. Sao lại nhục thục lét cái cây bông vậy ta ơi, kỳ cục quá à. Tụi bay hệt này kỳ cục quá à. Tự nhiên cái thục lét cây bông. Đó, cái cây kiwano này là cái cây dưa mà nó có cái rau gai á. Thì mình đào xong mình bỏ vô trong chậu, mình để cho nó hòa hợp với lại cái đất, với lại nhiệt độ ngoài đã, rồi bắt đầu mới đem vô. Lúc mình đào thì nhiệt độ khoảng 70 thì nó vào chậu, rồi là mình dưỡng nó, xong bắt đầu cái là khi 60 mình đưa vô trong gara nha. Không phải thì mình nói gara là tự vì á, là thật ra mình nói là cái greenhouse của mình nó nằm trong gara. Còn cái greenhouse ngoài trời kia mình không có để, tại vì mình bị chết một vàng cây lúc mình về Việt Nam á. Tiếc quá, bây giờ sợ quá không dám để ngoài nữa. Đó, như ớt đồ này kia là mình đưa hết, rau răm đồ này kia đưa hết vô trong gara để đi. Trong greenhouse. Đây là cây rau răm nha mọi người, không phải cây nào mình cũng lấy chiếc đũa mình chọt để mình kiểm tra độ ẩm nha. Theo như rau răm á thì mình tưới thoải mái thôi, miễn sao cho nó rớt hết nước xuống là được rồi. Mình á thì mình giữ nước xuống dưới cái chậu dưới này nè. Đó, ở dưới nó có một cái chậu nữa. Thì sẵn tiện đây mình cũng giới thiệu luôn cái cây mà mình mua đó, thì nó đang ra lá nhỏ nè. Thì cái cây này á là lúc mình mua á, là cây lá giang này mình mua 50 đô. Thì nó cái gốc của nó là giống như cái cây mà cái que mà để mình xăm thịt vô mình nướng á, cái cây tre đó thôi nha, chứ không có phải là bự lắm đâu. Nhưng mà rễ thì rất là tốt, thì mình mua bữa đó đó
nhưng mà nó khô rang rồi, cái xong lá nó rụng rồi, nó tới mình khi mà nó tới mình phục hồi nó rồi, cái vàng lá đó nó rụng hết rồi, giờ nó đang ra cái vàng lá nhỏ lại nè. Thì vàng lá nhỏ này thì cái đúng mình theo mình nghĩ là cái phân của con nhỏ đó nó cho nó rất là tốt nha. Mình bỏ phân vô cái nó mặc dù là cái lá mà gửi tới nó đã khô héo hết rồi đó, thì nó lại rụng hết, nó phục hồi thì nó ra lá nhỏ lại đây. Thì vàng lá nhỏ nó đang ra nhỏ nhỏ li ti này đây. Thì đây là tóm lại là cây lá giang là sống nha. Còn cái cây củ lùng con bé đó, nó lại gửi con nhỏ khác nữa mình mua. Thì nó nói là nó gửi cho mình cái cây khoảng được 6-7 củ. Thì lúc đó mình đem về thì mình không có đếm, nhưng mình thấy chắc là cũng hơn vậy đó. Nhưng mà nó gãy một nhánh thì không sao, tự vì là miễn sao nó cũng có 6-7 cái nhánh vậy đó. Thì nó được rồi, thì mình cũng đang trồng, mình về hết toàn bộ này là mình sang qua đất potting hết á. Thì cái cây lá giang á thì mình cho cái phân của con nhỏ đó nó cho kèm, còn cái cây củ lùng của mình là cái phân release tan chậm, phân mà tan chậm hột á, mình bỏ nó vô, tự vì mình không có, rồi mình cho thêm cái phân mà mình làm nữa, mình tự làm nữa, rồi xem mấy hạt release đó nữa thì nó lúc mà tới thì nó như vậy luôn, chứ còn nó không có lên, tự vì nó đã đông rồi, mùa đông rồi nó sắp lạnh nên nó không có lên nhiều, nó chỉ lên ít thôi, cho nên nó thì cây con nhỏ này bán 60 đô luôn cũng tốt nha. Mình cái cây này nó không có thích nhiều nước nha, tưới nó thích, rất là thích độ ẩm, có nghĩa là ở dưới mình để một cái dĩa trên cái chậu là để có độ ẩm ở dưới được rồi, chứ tưới ít ít thôi, chứ không phải tưới nhiều quá là nó chết, phải lấy cái chiếc đũa chọt coi nó còn ẩm thì mới tưới nha. Cây thì cây chuối nha, cây chuối mà mình đem vô thì mình đừng có tưới nước nha, tự vì chuối là nó thuộc dạng giữ nước rất là giỏi luôn, cho nên mình đem một cây vô để mình giữ giống, phòng hờ mấy cây ở ngoài nó chết á thì mình vẫn còn giống ngoài, thì đó thì đem vô, đừng mình đem vô lúc mình đem nó đã lạnh lắm rồi nên nó bị hơi héo, nhưng mà không sao đâu, mình thấy nó vẫn còn tươi. Thì mấy cái cây riền, cây xả, cái đồ này kia mình đem vô, cái chuối này kia là mình không cần tưới nhiều nước đâu. Mình chỉ kiểm tra độ ẩm, lấy cái chiếc đũa chọt chút xíu, mà nếu mà rút lên mà chiếc đũa còn ướt á, thì không cần tưới, mà khi nào chiếc đũa nó khô thì mình mới tưới. Cây cà ri Ấn Độ thì nó cũng chịu lạnh giỏi nha, nhưng mà nó không cần nhiều nước đâu. Mình đem vô trong một mùa đông á, mùa đông năm trước á, mình đem cây cà ri Ấn Độ này vô á, thì mình đem nó vô, mình cứ để đó mà cả tháng rồi mình mới tưới nước một lần á. Mình cũng không có để chậu ở dưới luôn, mình không để chậu nước ở dưới luôn. Thì đó, cà ri thì cây cà ri này thì ok, nó cũng sống giỏi qua mùa đông luôn đó. Gì đây? Cái đó là củ khoai ấy đó. Khoai vẹn. Thì đó, khoai môn sáp. Khoai môn sáp nè, ví dụ như mình giữ giống á, thì mình không cần trồng dưới đất nha, mình cứ để im nó vậy trong greenhouse thôi, thì tới nó cũng mập mầm lên, rồi sau đó là hết mùa đông mình hãy đem ra ngoài mình trồng nha, đừng có trồng xuống đất nha, mất công tốn thời gian của mình thôi.